sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978106552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Sếp Vsmart chính thức phát ngôn về nghi vấn điện thoại giống sản phẩm Trung Quốc, có thứ chất xám Việt không thể sao chép nằm trong đó. Trả lời câu hỏi trực diện về thực hư tin đồn Vsmart Lite giống mẫu điện thoại mới ra mắt tại thị trường Trung Quốc, ông Nguyễn Minh Việt, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết bị Di động công ty Vsmart cho rằng câu chuyện này với dân trong ngành sẽ thấy không có gì đặc biệt. Trong quá trình sản xuất, chúng tôi hợp tác với nhiều hãng ODM, Original Design Manufacturer, nhà thiết kế sản phẩm gốc hàng đầu. Vsmart và hãng điện thoại khác cùng đầu tư chi phí nghiên cứu phát triển sản phẩm và đặt hàng ODM giỏi nhất thiết kế mẫu điện thoại mới. Đây là cách làm Vsmart lựa chọn trong giai đoạn đầu vì cho rằng hiệu quả nhất cho mục tiêu hiện tại, khi chúng tôi cần ra mắt rất nhiều sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường trong thời gian nhanh nhất. Chúng tôi đã hợp tác với BQ Tây Ban Nha, Fujitsu Nhật Bản cũng theo cách làm này. Dẫn chứng tương tự về việc xây nhà và thuê một ông kiến trúc sư để thiết kế concept tòa nhà và các thiết kế giống nhau là chuyện rất bình thường. Lãnh đạo của Vsmart cho biết, trong thế hệ Vsmart Lite 1, hãng phát triển Việt Nam chỉ tập trung vào yếu tố quan trọng nhất là hệ điều hành VOS do Vingroup phát triển 100%. Đây là thứ không thể sao chép, hàm lượng chất xám Việt nằm toàn bộ trong đó. Ngoài việc tương đồng về hình thức, vì cùng chia sẻ một mẫu concept thiết kế, Vsmart Lite và mẫu điện thoại trên khác nhau hoàn toàn về bản chất. Vsmart sử dụng bản vẽ concept đó, điều chỉnh các chi tiết cần, thiết kế hệ điều hành của máy và sản xuất tại nhà máy Vsmart với linh kiện được cung cấp bởi các nhà cung cấp hàng đầu như chip, bo mạch của Qualcomm, màn hình AMOLED của Samsung. Phần hồn của Vsmart Lite, hệ điều hành VOS 2.0, trải nghiệm người dùng, thuật toán camera do đội ngũ R&D của Vsmart tự phát triển 100%. Theo nhịp sống kinh tế cafebiz.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.